sáng mùng 10 tháng 11, Hội Nhà báo TP Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 27 tại nhà thi đấu số 12 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 27 diễn ra nhằm chào mừng thành công Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 năm 2022 thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong dự báo chí thủ đô. Hội khỏe lần này quy tụ các vận động viên là cán bộ, công nhân viên, phóng viên, hội viên nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo, đài của thành phố. Ban liên lạc các nhà báo cao tuổi Hà Nội, cán bộ, công nhân viên, phóng viên, hội viên hội nhà báo một số tỉnh bạn và các cơ quan báo chí trung ương, ngành đóng trên địa bàn Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, trưởng ban tổ chức Hội khỏe lần thứ 27 cho biết: Ngày sau lễ khai mạc, các vận động viên đến từ các cơ quan báo chí sẽ thi đấu 6 môn gồm bóng bàn, bóng đá, cầu lông, kéo co, cờ tướng, điền kinh. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together we will fall.